Hôm nay Lâm xin giới thiệu với quý vị là đây là khu tăng hoa diêm cũ, nối giữa đường Nguyễn Bích Khiêm ngày nay với đường mặt cũ. Thì hôm nay Lâm sẽ chạy từ đường mặt từ đường Nguyễn Bích Khiêm là xuống trường Nguyễn Trung Trực, hiện giờ là trường cấp 3 của Nguyễn Trung Trực. Ở đây đường chỉ là đường đất thôi, nhưng mà sau đó thì đã được chuyển hóa thành bê tông. Đây là đường vào trường cao đẳng y tế, gọi là đường Hoàng Văn Thắng. Do vào buổi sáng sớm nên cái lượng người á đi lại cũng rất là đông đúc. Đây là đường Lê Thị Hồng Gấm, đường này thì nối liền qua chỗ đường mặt cũ. Bến xe của thành phố Rạch Giá. Ngày xưa bến xe này thì không có đi đường Tân Hiệp để mà lên thành phố Hồ Chí Minh, mà chỉ đi đường từ Rạch Giá lên qua Cần Thơ lên thành phố Hồ Chí Minh thôi. Nhưng mà hiện giờ thì bến xe này đã đóng rồi, và hiện bến xe đã dời sang huyện Châu Thành, gần chợ Gạch Sỏi ngày nay. Hiện giờ ở đây có mở tuyến đường là đi Campuchia nữa. Đây là khung cảnh của bến xe của Rạch Giá ngày xưa.
Đây là trung tâm thương mại Rạch Giá, hay còn gọi là chợ 30 tháng 4 của thành phố Rạch Giá, có biểu tượng là cổng tam quan. Nếu mà đi thẳng là chúng ta sẽ đang đi trên đường là Nguyễn Bỉnh Khiêm, còn đi hướng bên tay trái thì sẽ đi lên Tân Hiệp về thành phố Hồ Chí Minh, còn bên tay phải thì đi xuống chợ nông sản, chợ mà bữa hôm mình có giới thiệu trong một cái video clip riêng đó quý vị. Sau đây mình sẽ đi thẳng đi xuống đường Nguyễn Bỉnh Khiêm và tới trường Nguyễn Trung Trực trước đây. Giờ giao lộ này là giao lộ đường Nguyễn Bỉnh Khiêm với đường Trần Phú. Là đường Mậu Thân cũ ở phía trước đó quý vị, để mà đi nối liền qua cái chợ mà khu chợ cá đồng và có khu cá biển này trước đây. Phía trước đó là ngã tư mà đường Võ Trường Toản với Nguyễn Bỉnh Khiêm, một hướng cũng hướng về chợ cá đồng cá biển là hướng bên tay trái, còn bên tay phải là đi đến khu dân cư mới như là khu dân cư Cầu Suối hay khu những cái khu mới ở trên phía trước. Đường Mạc Đỉnh Chi cũng đi qua khu chợ cá đồng, khu chợ cá biển và qua khu Vĩnh Văn hay khu 16 hecta mới hiện bây giờ đó, thì đi đường này chúng ta vẫn đi ra đó được.
suối trước đây là có cái cầu sắt, nhưng mà hiện giờ thì cầu sắt đã bị dỡ bỏ rồi. Tại vì khi mà đi hết tới cầu sắt thì bên phải là đình đình Nguyễn Trung Trực. Trước mặt quý vị đó là trường Nguyễn Trung Trực ngày trước đây, nhưng mà hiện giờ trường Nguyễn Trung Trực đã được xây cắt lại nên hiện giờ diện mạo đã thay đổi rất là nhiều rồi. Còn phía bên tay phải là trường tiểu học, trường trung học Nguyễn Bính Khiêm, mà trước đây đây để cho quý vị coi rõ hơn. Đây là có những cái có cái đường vào khu nhà tập thể của các thầy cô của trường Nguyễn Trung Trực. Đây là trường Nguyễn Bính Khiêm nè quý vị. Đây là khung cảnh của trường Nguyễn Trung Trực ngày nay nè quý vị. Phía đó là trước đây là có cái cầu thang lên, nhưng mà hiện giờ cầu thang đã bị bỏ rồi. Hiện giờ không có còn cầu thang nữa. Ở đây thì hiện giờ đã đặt cái tượng đài của anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực ở phía trước. Khu nhà giải the thì nó đã chuyển qua bên đây rồi. Để xe của giáo viên thì hiện đang chuyển qua phía bên tay phải của trường. Đây là cái cổng của trường nữa quý vị. Ở đây nó mọc lên những cái khu thẳng cao, nó nằm bên tay phải. Ở đây trước đây những cái ở đây là cái dãy 2 tầng, nhưng mà hiện giờ là nó đã xây mới lên toàn bộ và là đập bỏ và làm lại cái cổng vô luôn rồi. Còn đây là quang cảnh của trường tiểu học Nguyễn Hiền. Thank you.
Rồi, xin cảm ơn quý vị. Đây là đường Võ Trường Toản. Hẹn gặp ở các video tiếp theo nha quý vị.